Đâu, xin chào bác, xin chào tất cả anh em. DBA Stick KM330 Pro lại tiếp tục về hàng để phục vụ bác anh em chơi từ nay đến dịp cuối năm. Và mẫu DBA Stick này là một trong những mẫu vang cơ lai số huyền thoại cực của đỉnh luôn. Với em DBA Stick KM330 Pro thì các bác anh em khỏi bàn về chất lượng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một thương hiệu lớn, thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp audio rồi. Và tiếng chất lượng âm thanh thì vô cùng hay luôn cho bác anh em sử dụng. Hàng chính hãng của DBA Stick, phiên bản cơ lai số, các bác và anh em có thể là điều chỉnh hết qua phần cơ luôn. Với mẫu này thì có đầy đủ tính năng cho bác và anh em sử dụng, bao gồm cổng cắm USB, kết nối cổng quang hay Bluetooth cho bác và anh em lấy nhạc qua phần input. Ngoài ra thì có đầy đủ tính năng delay, repeat, reverb chỉnh riêng, reverb echo đấy. Và phần exciter lâm tiếng, tiếng mic này cũng rất là hay. Với em exciter lâm tiếng này, FX chống ngũ thì sao, cực kỳ là ổn định luôn. Khi bác và anh em sử dụng với FX chống ngũ của DBA Stick thì đương nhiên các bác và anh em sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Và phần FX là vang nhại cho bác và anh em sử dụng. Với em vang nhại FX echo như thế này thì các bác và anh em yên tâm, rất là ngọt ngào khi bác và anh em sử dụng, kết nối với tất cả mọi cặp loa, không kén trang thiết bị nào cả khi bác và anh em sử dụng với mẫu DBA Stick KM330 Pro này. Và hiện tại bên cửa hàng Tùng Audio đang có hai màu, hai mẫu cho anh em lựa chọn. Có cả màu trắng và có cả màu đen, các bác và anh em rất dễ phối đồ. Với phiên bản thì là mặt màn hình 4K lại màu xanh rất là đẹp, khi bác và anh em nếu mà để trong phòng hát gia đình, các bác và anh em sẽ cảm thấy là một cái sự trang trọng quý phái nhất định với em DBA Stick này KM330 Pro. Ngoài ra thì sẽ có điều khiển hoặc là remote cho bác và anh em. Đấy, anh em nào người bấm vào những cái phần chức năng ở đây thì có thể sử dụng ngay điều khiển hoặc remote. Đấy. Và ngoài ra thì với em DBA Stick này, tiếng chất âm cực kỳ là hay luôn. Bây giờ em cùng các bác và anh em sẽ đi trải nghiệm một chút về chất lượng âm thanh của em DBA Stick KM330 Pro này. Ở đây thì em đang sử dụng mic dây để em test chất âm các bác nhá. Đấy. Alo. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác và anh em đã cùng nghe em test chất âm của em DBA Stick KM330 Pro. Tiếng effect vang nhại của em này rất là mượt mà. Với mẫu sản phẩm này là một trong những mẫu vang cơ lai số rất là hay trên thị trường, cũng như bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Và đang có giá tốt cho bác và anh em. Liên hệ trực tiếp qua cửa hàng, số điện thoại là 0979629336. Luôn luôn có chế độ bảo hành 12 tháng với mẫu sản phẩm như thế này. Và ngoài ra thì sẽ được một đổi một trong vòng 1 tháng các bác và anh em sử dụng. Hàng chính hãng của DBA Stick KM330 Pro. Anh em nào muốn mua, muốn tậu sản phẩm như thế này liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio nhé. Thôi, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác, xin chào tất cả anh em.